giả đã đến với kênh Chuyện Sao Việt. Chúc quý khán giả sẽ có những phút giây thư giãn thật tuyệt vời cùng với chúng tôi. Và đừng quên nhấn vào nút đăng ký bên dưới và chuông báo để được theo dõi những tin tức mới nhất được cập nhật mỗi ngày quý vị nhé. Và bây giờ xin mời tất cả quý vị khán giả, chúng ta sẽ cùng đến với những tin tức Sao Việt nổi bật nhất trong ngày. Tóc Tiên và loạt Sao Việt đồng loạt phản ứng khi Thủy Tiên bị chỉ trích trong đợt cứu trợ miền Trung. Thông tin về lũ lụt sạt lở tại các tỉnh miền Trung đang được công chúng cả nước quan tâm và hướng lòng về vùng đất này. Họ xót xa nhìn cảnh người dân đối diện với dòng nước lớn, nhiều người bị cuốn trôi. Ngay lúc này, Thủy Tiên đã tạm gác mọi công việc và ra đến tận nơi để giúp bà con. Câu chuyện của giọng ca Sao Anh Không Ăn đang được mọi người ca ngợi hết lời, nhưng trong số đó cũng có không ít những bình luận trái chiều. Cụ thể, họ trách Thủy Tiên đi làm từ thiện nhưng không có danh sách. Làm thế nào nếu người dân đó nhận hai lần quà? Tại sao cho gia đình này vài chục triệu nhưng nơi khác chỉ có 1 triệu đồng? Bên cạnh việc vợ cầu thủ lên tiếng giải thích thì cũng có không ít nghệ sĩ bên vực và động viên. Trong số đó, Tóc Tiên cũng bày tỏ quan điểm. Mình chỉ làm một việc nhẹ là đóng góp ngay lúc này. Việc gian khổ đang nhờ người khác ra tay, hà cớ gì phải khắt khe với lòng tốt của nhau nhỉ? Mới đây, tại một sự kiện thời trang, diễn viên Puka đã bày tỏ lòng ngưỡng mộ của mình với đàn chị Thủy Tiên. Đúng như mọi người nói, chị Thủy Tiên là cô Tiên năm 2020. Tôi cảm thấy rất thích hình ảnh của chị Thủy Tiên bây giờ và rất ngưỡng mộ chị ấy. Tôi được biết chị Thủy Tiên đi miền Trung giữa lúc bão lũ mà không cho anh Công Vinh biết. Anh Công Vinh không biết làm gì, chỉ biết cầu trời cho vợ của mình về bình an. Từ đó tôi càng ngưỡng mộ thêm về hành động và tình cảm của chị Thủy Tiên dành cho người dân miền Trung. Tôi còn biết chị Thủy Tiên đã phải bán hết kim cương hột xoàn trang sức để làm từ thiện, vì đeo hột xoàn chỉ đẹp cho mình, còn bán đi để lấy tiền giúp mọi người thì mọi người sẽ cùng sống với mình. Đó là quan điểm vô cùng đáng trân trọng ngưỡng mộ. Trước việc Thủy Tiên bị chê bai chỉ trích vì nhận nhiều tiền từ thiện nhưng chỉ phát một thùng mì tôm cho mọi người tại miền Trung, Puka thẳng thắn lên tiếng. Về những kẻ chê bai chỉ trích chị Thủy Tiên, tôi muốn nói rằng khi nhìn vào cuộc sống này hay một sự việc gì đó, hãy thấy cái tốt, hãy ngưỡng mộ, trân trọng và cố gắng làm theo để tốt được như vậy. Ngược lại, nếu cảm thấy điều gì không tốt thì đừng phán xét, buông lời chỉ trích này nọ. Mình hãy làm tốt hơn người ta đi rồi hãy phán xét. Cô cũng bày tỏ lòng xót xa của mình. Về phía mình, tôi hy vọng người dân miền Trung hãy mạnh mẽ, cố gắng hơn nữa để vượt qua đợt thiên tai này. Mỗi sáng thức dậy đọc báo mà tôi cảm thấy xót xa vô cùng. Nhiều bài báo tôi chỉ dám đọc tít rồi vào xem lướt qua thôi chứ không dám đọc kỹ, vì trong đó có quá nhiều sự đau khổ. Tôi chỉ biết gửi một chút tấm lòng của mình để giúp đỡ người dân miền Trung. Nhưng tôi cũng biết sức nhỏ của mình không giúp được bao nhiêu, chỉ mong thiên tai sớm qua nhanh để mọi người được trở lại cuộc sống bình thường. Thời gian qua tôi cũng ít hoạt động vì dịch bệnh. Khi hết dịch, mọi thứ trở lại bình thường, ổn định và kiểm soát lại được. Tôi đã được đi làm, tới phim trường. Lúc này tôi không thấy lười biếng chút nào mà vô cùng hăng say. Chỉ khi trải qua thời gian dịch bệnh tôi mới thấy quý công việc này vô cùng. Ngày nào có việc là phải đi làm và nhận việc một cách bất chấp. Được biết trong mùa bão lũ năm nay tại miền Trung, Thủy Tiên đã trở thành tâm điểm sáng nhất ở giới showbiz khi một tay quyên góp được hàng chục tỷ tiền từ thiện và đích thân lao vào tâm lũ để phát đồ cứu trợ, tặng tiền cho người dân, không màng nguy hiểm. Tuy nhiên vẫn có một số ý kiến chỉ trích Thủy Tiên về cách ăn mặc, phát quà khi làm từ thiện. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi video. Hãy nhấn vào nút đăng ký bên dưới để được theo dõi những video mới nhất được cập nhật mỗi ngày quý vị nhé.